Xin chào thầy và các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm bài tập số 5. Đếm lép, đếm 8 lép 7 đoạn, đếm theo yêu cầu. Lép 1, 2 sẽ đếm từ 0 cho đến 15. Mỗi lần tăng 1 giá trị. Lép 7, 8 đếm xuống từ 26 xuống 00. Mỗi lần sẽ giảm đi 2 giá trị. Còn những lép ở giữa sẽ là hiển thị dấu trừ. Việc đếm lên và đếm xuống xảy ra đồng thời và lặp lại theo chu kỳ là led 12 vừa đếm và led 78 đưa đến một led tăng lên một giá trị và một led là phải giảm xuống một giá trị. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục với dễ sơ đồ nguyên lý. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy một con bích và led 7 đoạn, 8 led 7 đoạn a nút chung. Và thạch anh, đây là thạch anh. Còn phía trên là chúng ta sẽ tạo cặp xung. Tiếp tục nói với tín hiệu của 8 lớp 7 đoạn. Tám con điện trở. Với những con viên trở này thì chúng ta sử dụng 220. Và 8 chân bên đây mình sẽ sử dụng cộng nó. Cộng nó 7404. Vì mình đang sử dụng 8 lít 7 đoạn a nút chung nên mình sẽ sử dụng thêm cộng nó.
tất cả cái sơ đồ nguyên lý mà mình cần cho bài tập ngày hôm nay. Tiếp theo mình sẽ đến code. Đầu tiên chúng ta sẽ khai báo của Bích và Sơn và Anh và Sung. Tiếp theo sẽ khai báo tín hiệu sẽ khai báo tất cả các yến, sẽ khai báo yến và đây là tín hiệu của đây là cái tín hiệu trên con led 7 đoạn. Bây giờ mình sẽ cho nó tắt hết rồi. Tắt. Mã 7 đoạn là giải mã từ 0 cho đến 9. Trong bài này mình đếm 7 1 2. Mình sử dụng hai loại đếm là đếm lên và đếm xuống, nên mình sẽ dùng hai biến khác nhau và tiếng quét để quét tất cả các led trong thời điểm để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin mà dữ liệu đang sử dụng. Đầu tiên chúng ta sẽ hiển thị trong một là for, chúng ta sẽ cho quét thì quét sẽ bằng không quét đi không quét tiếp theo. Tiếp theo là sẽ quét 8 đi ốt trên lớp 7 đoạn. Chúng ta sử dụng quét y không y thế là mặt tháng là về 0 tới 7 và y sẽ tự động khi mà đặt con là xem cho mà sẽ output y là output xem là cái tín hiệu của led. Không, chỉ cái này về led cho dễ hiểu. Theo biến y ở trên y biến y và cái trên thì led là 4 mm chống lên bọt của mình, bọt xuất ra led nó sẽ là bọt C và quét nó sẽ là quét hết tất cả con led, nó sẽ dịch chuyển vào từ từ. Okay. Quét dịch từ phải qua trái. Đây là okay. Mình vừa viết và mình sẽ vừa kêu sẽ xem có lỗi gì hay không. Với hai biến đếm chương trình chính thì mình sẽ xuất xét chích C và xét chích D, xét
hình của ngôi trường. Mình sẽ đếm 2, 2. Hiệu 2 đến đếm 1. Mình sẽ đếm 1 bằng 0 và đếm 2 bằng 26. Theo như đề yêu cầu là lớp 1, 2 sẽ đếm từ 0 cho đến 15, thì mình sẽ cho đếm 1 là 0 và đếm đếm 2 để đếm 7 để đếm 2 lớp 7 8 từ 26. Theo sẽ có biến đếm và cái cách đếm của led 1, 2 sẽ có cách như sau: đếm bằng đếm cộng 1, nếu như đếm 1 mà lớn hơn 15 thì đếm sẽ quay về 0 và xuất ra hai led này. Với đếm của led 7, 8 thì mỗi lần đếm thì sẽ giảm đi 2 đơn vị, chúng ta sẽ có cách như sau: có mình xuất ra hai led và mình cho hiển thị. Đây, cầm bài. Bây giờ bắt đầu nạp code vào chương trình. Đây là lớp 1, 2 sẽ đếm từ kiếm lên một đơn vị. Led 7, 8 sẽ giảm một lần 2 đơn vị. Này. Và bài số 5 của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn thầy và các bạn đã xem clip này. Chúc mọi người nghe thật là vui vẻ.